chi hơn 100 tỷ đồng để mua 3 cái đồng hồ, thế mà Lý Nhã Kỳ lại chỉ đeo cho vui, chứ chẳng xem giờ. Liên tiếp khoe 3 chiếc đồng hồ đắt đỏ, nhưng khi được hỏi, Kỳ đeo đồng hồ rồi có coi giờ bằng đồng hồ không, Lý Nhã Kỳ thẳng thắn cho biết, không. Đeo cho vui thôi à? Lý Nhã Kỳ là một trong những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí hiện nay. Không chỉ có sự nghiệp, điện ảnh viên mãn, nữ diễn viên kiều nữ và đại gia cũng khiến ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ khi có mối quan hệ thân thiết. Với nhiều ngôi sao lớn trên thế giới như Sa Thi Mạn, Phạm Băng Băng. Đáng chú ý, Lý Nhã Kỳ cũng là khách mời, danh dự nhiều năm trên thảm đỏ của liên hoan phim Cannes. Bên cạnh con đường nghệ thuật thành công, Lý Nhã Kỳ cũng lấn sân sàng kinh doanh. Với tài năng và nhan sắc, nữ diễn viên giờ đây đã ghi tên mình vào danh sách những ngôi sao giàu có bậc nhất của làng giải trí. Ngoài sở hữu những căn biệt thự cao cấp, xe sang, hàng hiệu đắt tiền, Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người choáng váng vì bộ sưu tập và dòng kim cương khủng mang tên mình. Thành công và giàu có, Lý Nhã Kỳ cũng rất ưu ái cho bản thân. Mới đây, nữ đại gia tiếp tục gây chú ý khi móc hầu bao để cưng chiều sở thích của bản thân. Theo đó, Lý Nhã Kỳ đã dinh về cho mình bộ sưu tập đồng hồ bé xinh, nhưng tổng giá trị lại quá khủng, lên tới hàng tỷ đồng. Được biết, 3 chiếc đồng hồ mà Lý Nhã Kỳ đeo trong 3 ngày liên tiếp đều là những mẫu nằm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu nổi tiếng Thụy Sĩ. Mỗi chiếc đồng hồ có giá trị ước tính tầm 28 tỷ và đều là những thiết kế mới nhất được giới giàu có yêu thích. Để có được những mẫu đồng hồ với thiết kế xa hoa này, nữ diễn viên đã phải bỏ ra ít nhất 84 tỷ đồng. Ngoài ra nếu cộng tiền thuế, phí dịch vụ từ thương hiệu, thì con số tổng của Lý Nhã Kỳ phải bỏ ra chi trả cho sở thích của mình có khi lên đến hơn 100 tỷ đồng. Ngay sau khi những bức ảnh khoe khéo đồng hồ được Lý Nhã Kỳ đăng tải, rất nhiều tín đồ thời trang đã nhận ra giá trị thật mà cô phải chi trả. Khi người hâm mộ bình luận, mỗi cái 28 tỷ thôi à, nữ đại gia kim cương hào hứng, mỗi ngày một cái. Thậm chí khi có người phân vân, chị đeo đồng hồ, rồi có bao giờ coi giờ, bằng đồng hồ không, Lý Nhã Kỳ nhẹ nhàng đáp, không. Đeo cho vui thôi à. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ về đám cưới, Trường Giang Nhã Phương. Ngày cưới chính thức của Nhã Phương và Trường Giang đã được hé lộ thông qua lịch diễn của Đàm Vĩnh Hưng. Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải lịch diễn tháng 9 này của anh để người hâm mộ tiện theo dõi. Trong số đó, nam ca sĩ vô tình hé lộ ngày 25 tháng 9 tới sẽ là ngày cưới của Nhã Phương và Trường Giang tại thành phố Hồ Chí Minh mà anh sẽ có mặt chung vui. Như vậy, sau nhiều ngày suy đoán, lịch cưới chính thức của cặp đôi được nhiều người quan tâm đã rõ ràng. Mặc dù đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng tiết lộ bất cứ thông tin nào về ngày vui này. Ngoài ra, theo một vài nguồn tin thân cận, địa điểm mà đám cưới hot nhất showbiz sẽ diễn ra, đó là tại một trung tâm tổ chức hội nghị, hội thảo nổi tiếng Sài Gòn. Đây là một nơi hết sức thân quen, diễn ra rất nhiều sự kiện giải trí đình đám. Hôm ngày 24 tháng 8, Trường Giang và Nhã Phương đã tổ chức lễ đính hôn tại Hội An, Quảng Nam, quê của Danh Hải. Vì muốn đảm bảo không gian riêng tư, Trường Giang cùng Nhã Phương thuê 4 villa ở resort và thuê bao một khu vực trước villa. Ngoài ra, cặp sao còn thuê 50 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, lập hàng rào tại địa điểm tổ chức. Sau lễ đính hôn, Trường Giang và Nhã Phương đều kín tiếng. Trên trang cá nhân, hôm ngày 25 tháng 8, Nhã Phương chỉ chia sẻ hình ảnh bên cha mẹ cùng anh chị em ruột khi về thăm quê. Cô gửi lời chúc đến mẹ cha trong dịp lễ Vu Lan, nhưng không hé lộ hình ảnh mới khó. Diễn viên Mai Phương viết tâm thư, ngày đầu tiên xuất viện. Khởi đầu khả quan này là niềm hy vọng, niềm tin của Phương. Để đền đáp tình thương của mọi người, và Phương sẽ cố gắng kiên nhẫn, tới giây phút cuối cùng, diễn viên Mai Phương lần đầu tiên chia sẻ tâm sự khi cô được ra viện điều trị ngoại trú. Trưa ngày 10 tháng 9, diễn viên Mai Phương được bác sĩ tại bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh cho phép xuất viện để điều trị ngoại trú sau thời gian một tháng nhập viện vì căn bệnh ung thư phổi. Tối cùng ngày, Mai Phương đã có những dòng chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân kể từ khi cô phải nhập viện điều trị. Mai Phương viết, hôm nay là một ngày rất đẹp đối với Phương. Khởi đầu khả quan này là niềm hy vọng, niềm tin của Phương để đền đáp tình thương của mọi người và Phương sẽ cố gắng kiên nhẫn tới giây phút cuối cùng.
nữ diễn viên đã xúc động nghẹn ngào khi nhắc đến những anh chị nghệ sĩ, đồng nghiệp như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, những người Mai Phương chưa từng gặp nhưng đã dành tấm lòng, quan tâm đến mình, cũng như đông đảo khán giả gần xa đã yêu thương, chia sẻ và ủng hộ vật chất cũng như tinh thần để cô có nghị lực vượt qua những khó khăn trong giai đoạn này. Trong tâm thư, một lần nữa, Mai Phương đã gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã yêu thương, quan tâm và chia sẻ với Mai Phương. Trong thời gian cô nhập viện, thời gian vừa qua, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các cô chú, anh chị, bạn bè đồng nghiệp, cũng như các cơ quan đoàn thể em đã từng cộng tác, đặc biệt là của khán giả trong nước, cũng như tại hải ngoại. Tấm chân tình các anh chị dành cho em sẽ không bao giờ e quên. Đó sẽ là động lực mạnh mẽ để em vượt qua tất cả. Em xin cảm ơn rất 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 nhiều, Mai Phương chia sẻ. Đây thật sự là tin vui với bản thân Mai Phương, cũng như những ai đã yêu thương và ủng hộ tinh thần cho Mai Phương vượt qua nỗi đau về bệnh tình của mình. Trước đó, diễn viên Úc Thanh Vân đã chia sẻ tin vui về việc Mai Phương được xuất viện trên trang cá nhân. Nói về tình trạng sức khỏe của Mai Phương, Úc Thanh Vân cho biết, hiện Mai Phương đang ổn định sau hơn 3 tuần nhập viện và sau hơn 1 tháng biết về bệnh, bác sĩ cho phép em được điều trị ngoại trú. Tức là về nghỉ, rồi đến đợt lại vào viện, chứ không phải xuất viện chính thức. Em đã ổn hơn, da rẻ hồng hào, bớt xanh xao, khối u đang thu nhỏ lại, thích ứng thuốc tốt. Chân em bên trái đang có dấu hiệu bị teo so với bên phải. Do ảnh hưởng của di căn xương, em đã bị đau chân trước đó, đi lại khó khăn, nên hiện nay phải vận động, đi lại nhẹ nhàng. Để không ảnh hưởng hoạt động, ngày 19 tháng 8 năm 2018, khi thông tin diễn viên Mai Phương bị mắc bệnh ung thư phổi, trong khi còn đang nuôi con nhỏ, được chia sẻ, đã khiến nhiều người cảm thấy rất đau lòng và thương cảm. Ngay sau khi biết về bệnh tình của Mai Phương, đông đảo đồng nghiệp, anh chị em nghệ sĩ, khán giả trong và ngoài nước cùng kêu gọi mọi người góp sức hỗ trợ kinh tế để Mai Phương yên tâm chữa trị. Sau thời gian điều trị và nhận được kết quả khả quan, nên Mai Phương được bác sĩ cho phép ra viện để điều trị ngoại trú. Các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của Mai Phương sau đợt hóa trị đầu tiên thành công. Sức khỏe cải thiện rõ rệt. Diễn viên Nguyễn Hậu qua đời khi chưa quay xong Gặm Nếp Gào Té. Biên kịch Hoàng Anh cho biết nghệ sĩ Nguyễn Hậu qua đời khi vai diễn còn dang dở. Điều này khiến đoàn phim phải đưa ra nhiều phương án cho vai ông Tuấn. Sáng ngày 10 tháng 9, đạo diễn biên kịch Hoàng Anh phim Gạo Nếp Gạo Tẻ chia sẻ những chi tiết xúc động về vai ông Tuấn của cố nghệ sĩ Nguyễn Hậu trên trang cá nhân. Chị cho hay Nguyễn Hậu đột ngột qua đời vào ngày 14 tháng 2 trong lúc vai ông Tuấn vẫn còn dang dở. Sự ra đi của cố nghệ sĩ khiến nhà sản xuất và đạo diễn đứng trước ba sự lựa chọn khó khăn. Trước tiên là phương án thay vai ông Tuấn bằng một diễn viên khác. Theo Hoàng Anh, phương án này sẽ bảo toàn được câu chuyện, nhưng sẽ khó có diễn viên nào thay thế được hình ảnh người cha mà nghệ sĩ Nguyễn Hậu đã khắc sâu vào tâm trí của khán giả. Phương án 2 là cắt bỏ hoàn toàn những phân đoạn của nhân vật ông Tuấn ở những tập tiếp theo. Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ quay theo cụm tập, nên việc này sẽ không quá khó khăn. Tuy nhiên, điều này sẽ tạo ra một cảm giác không trọn vẹn cho nhân vật và cho vai diễn cuối cùng của cố nghệ sĩ. Phương án thứ ba, đoàn phim hướng tới là không thay vai, không cắt bỏ tuyến truyện của nhân vật. Khi đó, bộ phim sẽ sử dụng những hình ảnh đặc tả như bước chân, bàn tay, dáng người của diễn viên đóng thế để thay thế hình ảnh của Nguyễn Hậu. Phương án này gây nhiều tranh cãi khi nhân vật thoại mà không bao giờ thấy mặt, có thể ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim. Tuy nhiên, nhiều người lại ủng hộ phương án này chỉ đơn giản là vì một chữ tình với cố nghệ sĩ. Cuối cùng, sau nhiều đắn đo, cả ekip Gạo Nếp Gạo Tẻ đã ủng hộ một lựa chọn của đạo diễn, đó là phương án 3. Ngày 10 tháng 9, một trong hai phân đoạn cuối cùng có sự xuất hiện của chú sẽ được lên sóng ở tập 55 của bộ phim. Kể từ đây, mỗi khi đến phân đoạn của nhân vật ông Tuấn, bộ phim sẽ sử dụng những hình ảnh đặc tả như bước chân, bàn tay, dáng người của diễn viên đóng thế để thay thế hình ảnh của chú, biên kịch Hoàng Anh cho biết. Cuối cùng thì cái tình của những người nghệ sĩ mong muốn dành sự trọn vẹn nhất có thể cho vai diễn cuối cùng của một người đàn anh, một đồng nghiệp đáng kính như chú, đã chiến thắng tất cả, chị viết.
Nghệ sĩ Nguyễn Hậu qua đời vào ngày 14 tháng 2 vì bệnh ung thư gan. Trong 30 năm gắn bó với phim ảnh, ông đã có hàng trăm vai diễn lớn nhỏ. Diễn xuất của chú Nguyễn Hậu được đánh giá đa dạng và phong phú với nhiều dạng vai khác nhau. Ông từng hóa thân thành nông dân nghèo khổ, đồng chí cách mạng, địa chủ tàn ác, mật thám, tình báo hoặc một tên lưu manh, một gã trùm ma túy khét tiếng. Gạo nếp gạo tẻ, ông hóa thân thành một ông Tuấn, một người cha hiền lành, hết lòng yêu thương con dâu đối xử lạnh nhạt, coi thường, nhưng ông vẫn nhẫn nhịn động viên con trai giữ gia đình trọn vẹn cho hai cháu.